Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Rồi clip ngày hôm nay mình sẽ làm mì tướng teo nách với trang phục là giám thị thân thiện nha mọi người. Đấy thì trang phục này khá là lao là mình chưa làm đấy nha. Sức bố bên mình sẽ là thằng giúp cơ nha anh em. Đấy, bên mình nó tới ba sở thủ luôn mọi người, có thằng Slim nữa kìa. Rồi thì anh em xem clip 200 mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Vì thông tin chi tiết bất ngờ và bản mô tả mình sẽ để gần cuối video cho anh em nào cần nha. Với lại thì cũng như mấy trang bị của mùa trước thôi mọi người, mình sẽ để gần cuối video giống như mấy video hồi trước kia của mình làm nha. Đấy thì anh em xem clip hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người, cố gắng giúp mình được một sub nha anh em. Thì mình bị mắc kênh cũ mất nên không có thời gian mà làm lệ luôn mọi người. Đấy, đang cố gắng làm lại kênh này, cố gắng đăng nhiều clip cho anh em luôn nha. Bên kia thằng John nè mọi người, với thằng Seo Linh, nó cũng hơi AD, với thằng AD với thằng Sub, thằng XB là hơi AD luôn nha mọi người. Đấy, mình nói hơi liều một chút nha, nhiều khi mình hơi nhầm một chút. Rồi lẫm luôn nè, lẫm một phát nè, ui, một phát nè mọi người. Khá là đang cho mình pha đó luôn nha. Chỉ còn một phát bán nữa thôi mà tự nhiên nó bị hồi máu mọi người. Đấy, thằng John nó hồi máu luôn anh em, nó chắc nó ăn được cục máu vừa hồi kịp lúc luôn mọi người, chứ không là pha đó lên bệnh điểm số cho mình rồi. Rồi lẫm luôn này, lẫm luôn rồi, tóc biến mất mọi người rồi. Sao lên tóc biến mất rồi, thôi tạm thời mình lui về nha. Tranh thủ inform mới đóng lính của mình ở đường dưới nha, chứ để nó mắc uổng nha mọi người. Đấy, tiền không là tiền không nha anh em, đào ghen thì mọi người cứ gói inform cho mình nha. Đấy, kiếm tiền gần nhanh gần tóc nha anh em. Cái skin này nó bán ra nó bị kiểu giống mình bị tích điện nha mọi người. Đấy, bán ra giống như mình đang dùng kiếm điện ấy. Nó nổ lên, giống như bị bán, bị nhắm kiếm điện bán nha mọi người. Này, này, mọi người thấy nè. Cảm giác khá là mạnh luôn nha. Đấy, hiện tại sub box mình nó về rồi thì mình sẽ tạm thời mình sẽ lưu vào trụ nha. Không cần phải ra nhanh đâu. Đấy, vì mình thấy có bên kia có thằng Batman đó nè mọi người. Bên tên bọn có Batman đó nha. Nên mình không ra nha, vì hiện tại đang muốn đồ không có Batman. Mình ra nhanh là bị Batman nó bắt lẻ nha. Nhưng tạm thời mình sẽ thân trụ. Đấy, thấy chưa mọi người không? Batman nó xuống liền không? Chà, đi đâu này thanh niên? John này đấy. Pha vừa nãy không ăn được John nha. Pha này thì lụm luôn John được rồi. Quá là ngon rồi. Lụm luôn này nè. Hắc tung Lumia này. Lụm Batman luôn em. Ui, pha vừa rồi khá là công bằng luôn mọi người. Hơi đỡ hơi nha. Đấy, Infinite xuống này. Hai tên bọn cũng ba sở thủ luôn mọi người. Seo Linh, John và thằng Phoenix nha. Đấy, nó cũng bước trước bên mình luôn. Bên mình thì cũng khá là điều đồ hình nha. Vì tên mình có thằng Vũ Minh nữa. Có thằng Vũ Minh nó tăng cơ cho anh em nha. Chứ còn bên kia thì không có tăng cơ. Nên mà cố gắng tranh thủ win sớm nha mọi người. Đấy, win chậm chậm là dễ bị thọt lắm. Tên bọn khá là sát thủ nhiều nên bác sở thủ với mình đó. Mình chỉ sợ thằng Batman thôi nha, nó bác lại sở thủ với mình thôi. Canh mai thằng Seo Linh ở đây nó ra nha mọi người. Canh mai này dùng chữ cuối này. Rồi cha luôn. Lụm một em này đấy. Chưa cuối dòng mua một thằng AD thì chỉ có lên một đêm số thôi mọi người, không có cách nào đem thoát được qua đó đâu. Rồi lụm luôn lái trụ đường rồng nha. Ấy mọi người cố gắng ăn trụ gần sớm gần tốt nha mọi người. Cái trụ đầu tiên nó khá là nhiều tiền luôn, hình như được 500 vàng ấy, nhưng mấy cái trụ sau thì chỉ còn lại 200 vàng, 250 thôi nha mọi người. Rồi lụm được con rồng luôn này, khá là thơm luôn nha.
ăn được trụ và ăn được con rồng mới ăn được con thằng Sao Linh nữa. Lầm này lại lắm. Ôi hay quá mọi người. Đấy, pha đó mình bán lụi thôi nha anh em. Cũng được một kill nha. Cứ nghĩ là một em này, một em ok hai rồi, hai kill luôn mọi người. Ăn được mic với AD bên nó nha. Không được, bỏ luôn. Batman nó vô trụ rồi. Đây, Phoenix nè anh em, tên tổ ăn bùa đỏ, mùa xanh nè. Rồi thì đã có xong đâu luôn rồi anh em ơi. Khá là xanh, anh xanh khá là nhanh. Trận này trận đánh được khá xanh khá là nhanh. Cố gắng không chết mặn nào nha mọi người. Là đổi skin đánh hai ghê luôn anh em. Đấy, thì anh em nào máy cấu hình yếu á thì anh em đánh mấy skin mà nó không có hiệu ứng nhiều nha. Hiệu ứng nhiều nên lầm cho máy mình nên dọn cấu hình máy của mình xuống lót rất là cực kỳ lót luôn. Một số anh em có máy cấu hình yếu á là hay bị lót lắm nha. Thường máy mình á mình ui lát rồi nè, máy vừa nói xăng luôn mọi người. Thường máy mình chơi thằng skin tem nát tăng niên về thằng nó cũng khá là lát luôn nha mọi người. Đấy, không có mượt bằng thằng bộ khúc yêu hồ nha. Rồi lên anh đường tranh nè mọi người, tem mượn tập hợp trên đường tranh khá là nhiều. Một em này từ thôi. Bắt luôn Sao Linh này. Dòng lên Sao Linh nó không về là dòng vua luôn nha. Một em thế này. Tem mượn mối giấy bán rất là sướng luôn mọi người. Có lại cho thằng tem nát mình rất là nhiều luôn. Tem mình đã đóng đào bên kia nha. Lấm rồi ok rồi. Pha đó mà để thằng Silly nó bán trước là bị trụ bán chết rồi nha mọi người. Nhưng mà pha đó mình bán trước luôn là cũng hay. Mình đã chờ là sao để thằng Win nó đánh trước nha. Nhưng mà không được. Đây. Một em này. Đi lọt này, bò lọt này. Luciano bá. Thần tượng Ronaldo rồi mọi người. Nhưng mà Ronaldo giờ thì cũng hết thời rồi nha. Thời đợi máu của thằng trận lòng bóng đá của mình đã đổi rồi nha mọi người. Nhưng mà bắn máy là huyền thoại luôn nha mọi người. Đấy. Phoenix này. Trả đi đâu nữa bọn này. Ok là 7-0 rồi mọi người. Khá là xanh luôn. Ôi, một kill đó mọi người. Một lần ra chiêu đó là do tên bọn nằm súng rồi nha mọi người. Nhưng mà không được nha. Bán trúng thằng Lumia mất. Mất tầm nhìn của mình mất mọi người. Đấy, tầm nhìn của mình nó bị hoạn hẹp mất. Này bán trúng Lumia nha. Với lại cái tầm đánh mình nó không có bàn thằng Giang. Không có tới tầm của thằng Giang được. Về anh Caesar này mọi người. Caesar giờ này thì đánh nó cũng vô tư rồi nha anh em. Đấy, nó cũng yếu rồi chứ không có mạnh đâu. Hai thằng ăn vô tư rồi. Có lẽ cái lượng tiền của hai thằng nhận được khá là xanh luôn. 13 bả mọi người. Đấy, một mình ăn 3 mòn luôn nha. Còn là 4 người bên mình ăn 10 mòn. Thì chỉ điều ra mỗi người là 2.5 mòn nha. Đấy. Cái này bác thằng Batman này.
Đấy, có Phoenix cái này, lộ ra Phoenix cái này mọi người. Tìm Phoenix nha. Nó mất rồi, nó mất rồi. Đây, 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 đây. Tốc biến lên lùm luôn nha mọi người, vậy nó chạy nha. Ok, không được, không có ai kịp với thằng Vũ Minh mọi người. Dũng Boss này. Là ăn mòn của mình mất mọi người. Khá là cay luôn á, Dũng Boss là Dũng Boss. Dọn đi một mình là mọi người, qua lụm Dọn nha. Vậy, thêm mòn bắt đầu chửi rồi anh em. Chửi thằng Dọn mọi người. Thằng AD chửi thằng Dọn. Chắc là hai thằng này tranh AD với nhau rồi. Xeo Linh về sau dùng dưới cuối khó là mạnh. Ở đây này, đây này. Batman vào phía sau này, ngồi đây này. Rồi chạy mất rồi mọi người. Ví không kịp. Ở đây quan là mình hỗ trợ tên mình bên trên nha. Ở đây tên mình cũng khá là xanh luôn, không hỗ trợ được luôn mọi người. Tên mình ăn hết rồi. Từ từ nha anh em, để sẽ lấy thêm về mọn được 10 mọn nha. Đây 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 đấy. Batman, Batman này. Con súc vật cho. À, em này. Lấy luôn cái trụ ba luôn nha mọi người. Chạy vào mắt rồi mọi người. Nếu mà thằng Phoenix nó không có chịu chạy á thì nó nằm xuống đó, mình đừng đó pha đó rồi nha. Mình bán 2 phát, 3 phát là nó nằm xuống thôi. Nè, chạy mất rồi nè. Ôi giòn kìa. Batman, 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 từ từ này, đấy. Ui, toàn, 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 toàn. Thế nào nó cũng đi vô, có lầm ít máu nha mọi người. Đấy, này mọi người cứ tranh thủ đi chung làm chung với đồng đội team mình là nó sẽ không giống bác được đâu. Thôi ăn luôn rồng này. Ăn rồng Vũ Minh. Dòng, ôi đây nè. Đấy. Dọn luôn nè, dọn luôn nè, dọn luôn nè. 10 không rồi mọi người, khá là xanh đấy. Không pha đó để dọn chạy mất mọi người, không có không ăn được dọn nha. Dọn thấy nó chạy về mất. Ôi. Pha vừa rồi thêm bận khá là đông luôn mọi người. Nam thang luôn. Nó dần là một chỗ không có, không có thời gian mà chạy thoát luôn mọi người. Tranh thủ pha này ép lên win được rồi nha. Mình đã lấy với 3 trụ đến siêu cấp của ban thêm bận rồi. Nhà này tranh thủ lên win nha. Chứ để đem về lắm mộng nha mọi người. Đấy là chữ Dân. Thằng Dân là chắc tranh AD của nó rồi. Mà tên mận cũng 3 AD luôn nha anh em. Chứ không phải là riêng gì mà thằng mình thằng Dân đâu. Thằng Phoenix kia kìa. Đây Phoenix nè, Phoenix nè. Đi chung anh em. Dọn này, Batman này, Batman này, Batman này. Bán trụ nha. Không có vô được chứ cuối của thằng Solin nó bán khá là đau luôn mọi người. Nè. Phoenix này, Phoenix, Phoenix, anh Phoenix, Phoenix này, Phoenix. Ôi. Từ 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 từ. Rồi tên mình lượm hết mọn rồi mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye anh em.